Thúy, anh có chuyện cần nói với em. Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết. Thúy, anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Anh cứ tưởng là bị em phụ bạc, cho nên anh mới đi lấy vợ để trả thù. Thì bây giờ tôi cũng đã đi lấy chồng, tôi cũng đã có cuộc đời riêng, anh còn nhắc chi chuyện cũ. Em đừng giấu anh nữa được không? Vết thẹn em tự tử còn đành đành đây nè. Thúy, anh không chỉ có lỗi mà anh còn có tội với em nữa. Ai cho anh biết chuyện này? Anh rất tiếc là biết chuyện này quá trễ. Nếu không, chắc chắn anh sẽ không bao giờ đi lấy vợ đâu. Dù cho anh có chịu nhục hình, dù cho anh có mất tất cả, anh cũng sẵn sàng chấp nhận để được có em Thúy à. Anh đừng có nói như vậy. Chẳng qua là lúc đó tôi còn nhỏ, non dại, cạn nghĩ, cho nên tôi mới làm như vậy. Còn bây giờ, tôi là gái đã có chồng. Một người như vậy mà em gọi là chồng hay sao? Anh ta không biết làm gì cả, ngoài ăn với ngủ. Thân xác thì lớn mà trí óc thì như trẻ lên 10 vậy. Anh không được nói chồng tôi như vậy. Tôi dù sao cũng đang mang ơn ảnh. Ảnh là người đã cứu danh dự tôi, má của ảnh cứu cả gia đình tôi. Cuộc sống của tôi đang nương tựa vào ảnh. Cho dù ảnh có là một đứa trẻ lên 10, ảnh cũng lo được cho tôi. Gia thế của ảnh có thể bảo đảm được cho tôi suốt cuộc đời. Đối với tôi, như vậy là quá đủ. Em đừng có non nớt vội tin. Đó là chỗ dựa vững chắc cho đời em. Mọi việc không như em nghĩ đâu. Thúy, má. Dạ chào ba. Má coi con xếp một hàng đẹp không? Chà, con trai má giỏi lắm nha. Má không ngờ con khéo tay như vậy á. Mới học mà đã xếp được con hạt đẹp như vậy rồi. Nè, con cảm ơn thầy giáo chưa? Dạ, không có gì đâu thưa bà chủ. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi. Cái gì vậy? Làm gì như ma đuổi vậy? Dạ thưa bà, con Huệ, lộn, mậu Huệ, mậu Huệ có bầu rồi. Cái gì? Ai nói? Dạ, cái này là thầy Tư nói chứ không phải con nói đâu. Mấy bữa nay á, mậu Huệ ăn uống vô xong là bị ói. Cái bữa nay mới đi theo con ra chợ, gặp thầy Tư bắt mạch. Nói cái này á, là không phải bệnh gì hết, mà là do có bầu cho nên mới vậy á. Có bầu rồi. Huệ. Cảm ơn trời Phật, phước đức nhà này vẫn còn. Cuối cùng con được cử tôn cũng được khai thông rồi. Vậy là có em bé thiệt rồi. Hồi nãy xếp hàng á, anh ước là có em bé. Bây giờ có thiệt liền luôn ta. Huệ ơi em giỏi quá à. Vậy là bây giờ có em bé rồi. Huệ ơi em giỏi quá Huệ.